Em là nhân viên mới đó. Em chú biết cách tư vấn. Anh có một cái gì nào chỉ em? Để anh chỉ em biết chiếc này. Trước lạ sao quen, không ai rảnh rỗi chỉ cho mình. Tự lập bản thân mình nha em. What? Em nhớ rồi. Hả? Dạ, em chào anh. Ừ. Hả? Anh chào em. Em có thể nào tư vấn cho anh một số sản phẩm của Saigon Store được không? Dạ, tất nhiên là được rồi. Không biết là anh muốn chọn cửa như thế nào để em tư vấn cho anh ha? Anh cũng vừa xây nhà xong, nhưng mà không biết cái loại cửa nào nó phù hợp nữa. Anh đang phân vân á. À, em có cái bí kíp này hay lắm nè, anh muốn nghe không? Hả? Trước lạ sao quen, không ai rảnh rỗi chỉ cho mình. Chỉ có mình tự lực cánh sinh, đặt mắt để nhìn, chung đầu lấy cảm nhận. Nghe không? Cái gì mà này? Anh nói gì á? Ủa cái gì anh? Anh xem lại nhân viên của anh đi. Xin lỗi anh, tôi sẽ tư vấn cho anh. Mời anh. Xin lỗi anh nha. Đợi tôi á. Ủa, không phải cái gì sai đâu.